Mến chào cô chú và các bạn. Có ai đó gửi những thùng quà cho mình mà mình không biết gì hết. Nhưng tại sao ông xã mình biết và đã thông báo cho mình có những thùng đồ ở những tiểu bang như là Texas, Florida hay là những tiểu bang khác? Làm sao để biết được? Đơn giản lắm, mình chỉ cần download trong một cái app USPS. Vì vậy cho nên mình sẽ biết được những phong bì, những cái gì quan trọng đến nhà mình trước khi ra mở thùng thơ. Mến chào cô chú và các bạn, hôm nay là ngày thứ 3. Sáng nay thức dậy mình đã đọc những cái comment viết cho mình đêm hôm qua. Và mình đọc đi đọc lại cũng 2-3 lần. Có những cái comment phải nói là mình cười mỉm mỉm nha, mình thấy vui vui. Tại sao? Bởi vì mình đã để lên một cái clip chia sẻ nói rằng là làm YouTube cô Hồng Cuộc Sống Mỹ đã được 1 năm và đã làm được những gì. Rồi có những cái mình nói về những câu chuyện là mình sẽ kể chuyện ma. Thế thì có nhiều em tưởng đâu là mình kể chuyện ma, cái ngồi sẵn sàng để nghe cuối cùng không nghe được cái gì hết. Ủa sao kỳ vậy? Sao nói là kể mà không kể? Tại vì mình nói là mình sẽ kể chứ mình đâu có nói mình kể trong cái clip này đâu. Cho nên để ý nha, nhiều lúc mình nói thật đó, mình nói mà còn không hiểu mình muốn nói gì, chứ đừng có nói ai đó là ông xã mình. Ông xã thường nói những cái câu mà phải nói rằng là đó ha, thôi không thể nào tưởng tượng. Ông xã mình nói mình á, nói dai, nói dở, mà hay nói giỡn. Thành ra cho nên á, cô chú, anh chị em và các bạn, mình sẽ kể chuyện ma, nhưng bao giờ mình mới kể, hay là mình kể cái gì đó, chừng nào mình kể đó mới là quan trọng. Khi nào mình nói hôm nay mình sẽ kể chuyện ma, ok, làm gì mình kể. Chứ hôm nay mình đâu có nói là mình kể chuyện ma, mình chỉ nói như vậy thôi, rồi nói đi nói lại, nói vòng vòng nãy giờ rồi. Không biết cô Hồng muốn nói gì đây. Bây giờ mình sẽ nói một cái đề tài, đó là USPS. Ủa tại sao nói cái đề tài này? Có vấn đề mình phải nói. Tại vì sao? Thường á, ông xã mình là cái người á đi lấy thùng thơ, đi lấy thơ ở ngoài thùng thơ, rồi lấy những cái thùng mà UPS đem đến, hoặc là Amazon nó gửi tới cửa. Mình á là không bao giờ ra mở cửa. Ai bấm chuông thì mặc kệ ai, tôi ở trong nhà là tôi khóa hết rồi á, đừng có ai mà hòng vô nhà của mình. Đó là lý do tại sao. Rồi nhiều lúc ông xã nói là hình như mình có đồ của ai gửi đến nhà. Mình nói đâu, tôi đâu có quen ai đâu, đâu có ai gửi cho tôi đâu. Cái ông xã mới nói chứ có quen ai bên Florida không? Nói có, nhưng mà mỗi lần chị mà gửi đồ cho mình đó là chị phải báo trước. Rồi ông xã hỏi chứ có quen ai bên Texas không? Có, nhưng mà khi nào gửi tôi mới báo trước. Rồi cái hỏi có ai ở dưới ló xong, cứ như vậy đó. Mình nói có, tôi bây giờ là ở đâu tôi cũng có đó. Nhưng mà những cái có đó là tôi phải được thông báo, cũng như là tôi gửi đi tôi cũng phải thông báo vậy. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ, ủa mới tháng 11 đâu có quà cáp gì đâu mà ai gửi cho mình. Đó, câu chuyện của mình hôm nay là nói về những cái thùng đồ mà không bao giờ biết được ai gửi cho mình. Nhưng để làm sao mà mình biết được từ ở tiểu bang nào gửi cho mình, còn ai gửi từ khi nào nhận được cái thùng đồ thì mới biết. Ông xã download trong cái app là USPS, cho nên bất cứ một cái gì ai gửi cho mình, ông xã cũng đều nhận được và thấy rõ là cái đó là ở đâu gửi đến. Đem ví dụ ha, những lá thơ của UPS gửi đến cho mình, tiền điện, tiền nước, tiền rác, rồi nào là tiền thuế hay là tiền register xe, tóm lại là cái gì cũng thấy hết, bởi vì nó là cái phong bì. Rồi trong cái phong bì mình thấy rõ là ai, cái người gửi. Đó là mình nói rõ là tới cái bao thư. Còn cái thùng đồ đó thì không có biết, chỉ biết là từ ở tiểu bang nào gửi qua thôi. Vì vậy cho nên đó là một cái điều tốt để cho mình biết. Mình đợi, nếu mà có bưng tới nhà của mình để trước cửa là mình biết là có bị mắc hay không, hay là mình chưa nhận được. Đó là cái mà ông xã mình làm nha. Ông giỏi lắm ha. Trời ơi, thôi tôi là đừng có nói tới nữa, dở ẹt luôn. Rồi, những cái món quà này là từ ở đâu đến? Chắc chắn một điều khi mà mình chia sẻ những món ăn này là phải nói công trình. Cái công trình nó đi dài lắm, dài cái tới bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ nói vậy. Từ ở Việt Nam mà gửi qua bên Mỹ, bên Mỹ không phải gửi cho mình mà gửi qua những tiểu bang khác, rồi cái tiểu bang khác nhận được cái mở ra, cái chia sẻ qua cho mình, đó là gọi là chia và sẻ. Nhận bao nhiêu không biết, mà cứ có một cũng sẽ làm hai, nhận hai thì sẽ một.
Mình nói thiệt đó nha, khi mà mình nhận những cái món quà này á, đều không phải rơi nước mắt. Có những lúc á, mình được các chị, các cô, các em nói á, mình nói thôi đừng có gửi, đừng có gửi, tốn tiền lắm và cũng không có là bao nhiêu, mà tại sao cứ gửi qua cho mình ăn vậy á, trời ơi, công trình người thân Việt Nam gửi qua. Bởi vì sao? Mình không có người thân ở Việt Nam, chỉ có mấy người chị bạn, mà chị bạn là chị bạn gọi là sao hôm nào rồi mình kể ha, như là gia đình luôn. Rồi gửi qua cho các chị, các cô, các chú, rồi cái chia cho mình nè. Đó là hôm nay mình xin nói một câu rằng là cảm ơn các chị, các em và các cô. Chứ còn các chú, các anh thì chắc không bao giờ dám gửi cho em đâu. Bởi ông xã em mà thấy em nhận đồ của các anh, các chú, ông hỏi em một hơi, em quớ, em không biết trả lời sao cho nó đúng câu. Em đâu có quen anh nào đâu, em đâu có quen chú nào đâu mà ai đâu gửi. Nhưng mà nói cho vui thôi ha, có nhiều chú gửi đồ cho mình nữa mà, chú là đáng cha mình cũng có mà, phải không? Chứ trời ơi, đừng nói cái tuổi này rồi là mình phải là thận trọng lắm đó nha. Rồi bây giờ nói tiếp ha, mình sẽ nói những cái đồ này từ ở Việt Nam gửi qua cho mình nó có ngon hay không, thì bây giờ mình chia sẻ và cách thức của mình nấu như thế nào, đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Còn nếu như cô chú, anh chị em và các bạn nào muốn mua đó, thì nếu có gia đình thì liên lạc ở bên gia đình. Còn sau này á, mình có muốn bán những cái mặt hàng này hay không á, thì thật sự nha, mình không biết làm sao mà mình có thể bán được. Bởi cái tính của mình á, cuối cùng là lỗ. Ông xã nói mình nó bán hơi là cho, bán là cho luôn á, hồi xưa tới giờ như vậy rồi, cho nên không bán được nha. Cho nên thôi đừng ai kêu tôi mua đồ về bán là lỗ chắc luôn, chắc ăn luôn. Bây giờ một cái thùng đồ đầu tiên mà mình phải khui ra đây á, trời ơi, đủ thứ trong này hết. Mà bây giờ ở đồ ở Mỹ có nè, đồ ở Việt Nam cũng có lẽ là em của tôi thấy cái thùng nó lỏng lỏng rồi cái nhét vô cho nó đầy, tại vì tính thùng mà ha. Trời ơi, cái này là bí quyết nữa nha. Bí quyết, nếu như mình gửi cái thùng đồ mà trong đó nó lỏng quá đó, mình coi trong nhà mình, ở nhà bếp mình nó có cái gì á, mở ra lục nhét vô cho nó đầy một cái thùng. Đó là chị của tôi bên Florida, tôi nói chị á, chị nói trời ơi, giờ bắt chước Hồng làm rồi, trời ơi, nhét vô nhiều kia, trong đó có cục kẹo nè, có cái bánh nè, cũng nhét vô, nhét chi cho nó chặt cái thùng rồi gửi, thì lúc bấy giờ cái thùng nó không có bị lỏng đó nha. Chứ không phải là thương hay là không thương, mà tại sao, ủa sao không cho nguyên bịch mà cho con cái, đó là cái lý do tại sao mà những cái thùng đồ mà đã được nhận từ các chị, các cô, các em qua những tiểu bang khác qua cho mình, và khi mình gửi qua cũng vậy nữa đó. Mà bây giờ thương nhau tới nghĩa mà không báo luôn, giờ cứ không báo, không ai báo ai hết, chứ gửi vậy đó rồi cái gọi nha, trời ơi, trời ơi, cứ kêu trời tới ông trời, cao lắm đừng kêu ông nữa, ông không có xuống đâu, thôi nhận là nhận đừng kêu ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ những cái đồ này là đồ gì nha. Đầu tiên đó là hột giống. Năm nay mình đã nhận được nhiều cái hột giống của các chị nè, các em gửi cho mình, và những cái hột giống này có bao giờ mình trồng qua chưa? Chưa. Rồi mình cũng có hỏi, ủa mấy hột giống này là hột gì? Thí dụ cái nào mình biết thì thôi mình không nói ha. Rồi mình hỏi, ủa cái này là cái gì? Không biết. À, đi chợ rồi thấy nó bán cái mua. Thế là không ai biết hột này hột gì, cho nên thôi thì mình cứ trồng đi, năm sau mình trồng mình ăn thử. Nhưng mà mình sẽ trả lời luôn nha, tình cờ thôi. Trong cái clip hôm nay mình sẽ nói là chợ Ấn Độ. Tại sao mình đi chợ Ấn Độ? Vì hôm bữa mình làm một món xôi bắp, rồi mình nói về cái đậu xanh mình mua đó, mình rửa quá trời nước nó ra vàng vàng khủng khiếp, cho nên lúc mà cái nước nó phải trắng rồi mình mới ngâm, rồi mình mới đi nấu. Thì có rất là nhiều em, nhiều cô nói với mình á, đi chợ Ấn Độ đó nó bán đậu xanh ha, không có thẫm màu, cho nên đã mua được rồi. Một chút nữa là mình sẽ nói những cái gì mình mua ở chợ Ấn Độ có ngon hay không ha. Rồi và đây là những cái hột giống là năm sau mình sẽ trồng ngon ha. Rồi bắt đầu cái mình chia sẻ với nhau, tuy nhiên trong này là bao nhiêu hột thì mình không có biết đâu. Đây là đặc biệt rồi nè, cái này là đặc biệt nhất là cái rau gì nè, giống lá giang. Lá giang mình chưa bao giờ ăn qua, nhưng mà mình nghe nói lá giang là nấu canh chua hả? Ôi không biết, nhưng mà tóm lại để mình hỏi, bởi vì ở bên Mỹ, ở Cali mình có bán nhưng mà mắc lắm, mà mình chưa bao giờ ăn qua, cho nên để mình trồng rồi mình ăn thử ha. Đây là lá giang. Còn cái này là dưa leo.
rồi cái này nữa là cái hột gì đó không biết. Nè, bây giờ mình tóm lại là cứ là đây là những cái hột giống mình đang có ha. Rồi bây giờ mình nói tiếp thành phần cái thùng ở bên Texas là cái gì. Thì đó là một loại hột giống. Đây, kẹo. Kẹo này ở Việt Nam thiên hương mè sửng. Đó, thiên hương mè sửng nha, ở Việt Nam. Rồi thêm một kẹo nữa, cũng là thiên hương. Kẹo này là kẹo gì đây? Kẹo đậu phộng. Hai cái kẹo này đó là mình sẽ cho cháu ngoại mình ăn. Tại sao nhai không được, cái răng yếu lắm. Rồi giờ nói luôn ha, cảm ơn nha. Trời ơi, cho tôi những cái thứ này là thôi tôi ghiền lắm, tôi mê lắm á. Nhưng mà bây giờ làm sao, thôi kệ, mình cắn từ từ ha, cắn từ từ, ăn từ từ, ăn cả năm luôn. Rồi đây là hai cái loại kẹo của thiên hương. Đó là hai cái bịch kẹo này. Rồi bây giờ qua thành phần nữa. Cái này á là cái gì đây? Cái này đó là mộc mũ thái chỉ. Chú ơi, tôi đọc không được. Trời ơi, chết rồi. Tôi đọc lại nha. Đọc lại cho mọi người cười là cô Hồng đọc tiếng Việt ha. Mộc. Đọc được rồi. Mộc nhĩ thái chỉ. Mộc nhĩ thái chỉ. Đó. Bây giờ cho cô chú các bạn cười đi, cười té ghế, cô Hồng có đọc tiếng Việt ha. Đó. Cái này là cái gì? Là giống như là kim châm ha, kim ốt, nấm mèo, nấm mèo. Rồi đó ha. Rồi giờ đọc tiếng Việt cho cô chú và các bạn nghe mình đọc tiếng Việt nha. Rồi đây nữa nè ha. Còn cái này á là cái nấm hương. Nấm hương. Rồi, tại cái chữ này nó bự nè, rồi mình đọc từ chữ chỉ ra cái nấm hương. Cái nấm hương này mà mình kho tiêu hoặc là mình chưng cá hay là làm chả giò, nhiều món ngon lắm. Hôm nào rồi mình sẽ một món nữa đó là mì vịt tiềm. Trời ơi ngon. Rồi cái món này đầu tiên mình sẽ chia ra làm 4 phần, sẽ làm 4 món vịt tiềm, làm kho tộ, món chay kho tộ hoặc là kho mặn. Rồi cái mình nấu những cái món như lẩu nè, rồi cái chưng cá. Rồi là một cái bịch này ha. Kế tiếp lại gì? Hộp bánh. Hộp bánh này á là bây giờ mình nói như thế này, không biết Nhật. Nhật ha, mình chưa ăn qua. Đây là hộp bánh, có nghĩa là chắc là em tôi thấy lỏng quá nhét vô, chứ cái này chắc không phải mua Việt Nam đâu nha. Rồi là cái này luôn ha. Bây giờ cái thành phần này mới là quan trọng nè. Quan trọng ở cái chỗ nào? Đây, trời ơi, một hũ, hai hũ. Hai hũ này là hũ gì? Phải nói rằng là quý lắm nha, quý lắm. Ớt. Trời ơi, ớt này làm gì? Làm sá tế. Trời ơi, làm sá tế là thôi bá trái le lưỡi luôn, ăn là le lưỡi luôn. Em nói là cái ớt này đặc biệt lắm, không phải là mua có đâu, không có nhãn hiệu. Bởi vì cái loại này á, hình như là ở cái miền nào đó. Mình xin phép không có nói cái miền đó, tại vì em ở miền đó, giờ không nói miền đó. Mình cứ nói ở Việt Nam đi ha. Mình nói thôi thì gửi ớt qua cho chị, chị sẽ làm sá tế gửi ngược lại cho em. Nói thôi đừng gửi cho em có, đúng không? Phải gửi qua lại đó, cứ đi tới rồi đi lui, đi tới rồi đi lui. Đó là những cái mà mình đã nhận được ở bên Texas. Rồi mình sẽ làm những món gọi là sá tế hay nấu những món bún bò Huế hay gì đó. Mình sẽ dùng cái này là ớt bột nha. Ớt này là ớt đặc biệt. Rồi đó là cái thành phần của Texas ngày hôm qua để nhận được. Cô cảm ơn rất nhiều, nhiều lắm nha. Còn hột giống thì để khi nào chồng có thì mình ăn, không có thì gửi qua lần thứ hai nữa ha. Còn cái này á là hột sen. Hột sen này á là hột sen khô, rất là ngon. Một lần thì em đã gửi qua cho mình rồi và mình cũng đã nấu ăn. Định đâu là sẽ làm bánh trung thu, nhưng mà thấy thôi làm bánh trung thu lên rồi đó thì hai vợ chồng phải ăn, cho nên thôi không có làm, đổi qua là nấu chè. Và em đã gửi cho mình một cái bịch này lớn lắm. Và cái hột sen này á phải nói rằng là ngon, loại tốt, loại ngon. Ở trong á cái nhụy vàng đó người ta đã lấy ra rồi, cho nên khi mà mình ngâm đó
thì mình không cần phải lấy ra, và trong này nó có từ sợi, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, ngâm nhanh lắm. Rồi mình đi nấu chè hoặc là nấu xôi hay là làm bánh trung thu, nhiều món lắm, hôm nào rồi mình sẽ lấy ra rồi mình chia sẻ. Đó là những thành phần mà em ở bên Texas gửi cho mình. Đang làm clip ông xã đi làm về hỏi có gì ăn không, mình nói đang bận rộn quay clip thôi, tự mở tủ lạnh kiếm rồi ăn ăn đi. Đó, bây giờ lục cái tủ lạnh đó cô chú ơi, lục cái tủ lạnh xong cái qua kia ngồi mình nói ông xã ngồi yên nha, đừng có nhúc nhích. Ông nói không dám nhúc nhích. Và cái món thứ hai mà mình đã được tặng ở bên Florida, chị gửi cho mình nay cũng cả tháng rồi nhưng mà mình không có nấu ăn. Tại sao? Bởi vì mình muốn để dành đó cho tới ngày lễ Thanksgiving rồi mình sẽ nấu cho cả nhà ăn, con cái này về để ăn chung, xem thử cái món này như thế nào. Bởi vì thật sự ra đó, con của mình cũng như ông xã chưa bao giờ ăn cái này qua lần nào. Nhưng riêng cá nhân của mình á, lúc trước mình có về Việt Nam thì mình có ăn rồi, nhưng mà mình không biết cái tên. Nhưng bây giờ chị gửi qua rồi mình mới nhớ lại, à mình biết cái này rồi. Đó là củ hủ dừa sấy khô, đặc sản miền Tây. Và có thêm một điều nữa đó, là mình đọc trong cái giấy mà người ta dán ở đây nè, cái này á nói rằng là cái tuổi của cái cây dừa này đó từ 2 năm cho tới 10 năm. Mình đọc cái mình hết hồn, mà nói trời ơi, trồng cái cây này mà 2 năm tới 10 năm, rồi cái mình chặt đi, mình chặt đi rồi bắt đầu mình mới làm ra, rồi mình sấy cho nó khô rồi cái mình bán ra. Nhưng vậy là phải trồng như thế nào mà mới có đủ để mà mình bán ra như vậy. Cho nên thật sự ra đây là một cái điều mà mình nói ha, mình có những món ăn mà phải nói là trồng rất là lâu đó. Cho nên đây là một cái đặc sản của miền Tây, mình xin phép giấu cái tên. Tại sao? Bởi vì mình không có biết là khi mình để tên như vậy đó có được hay là không. Cái thứ hai nữa, nếu như cô chú, các bạn và anh chị em mà có mua ăn đó, lỡ không ngon rồi nó tại coi trong cái cô hồng của thấy có là mình mua theo, trời không được đâu. Mình nói thật cái gì nha, mình làm được thì mình làm, còn không là mình xin phép mình giấu. Đó là một món thứ hai mà của chị ở bên Florida được gia đình ở bên Việt Nam qua thăm rồi cho chị cho mình. Có nghĩa là đi ba vòng. Đó, đi ba vòng thì bây giờ cái món này mình sẽ để ngày Thanksgiving mình nấu rồi mình chia sẻ nấu như thế nào. Nhưng thật sự ra đơn giản lắm. Thứ nhất là mình đổ bánh xèo, thứ hai là mình nấu với giò heo, thứ ba là mình làm gỏi. Ba món đó là ngon, bá cháy, nhanh, gọn và lẹ. Rồi bây giờ nói tiếp thêm thành phần thứ ba, nói đến mắm tôm, mắm ruốc, mắm nêm, dì cẩm. Nói tới dì cẩm thì chắc cả ai cũng biết hết rồi, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ. Bây giờ phải nói rất là nhiều người lên Facebook nè, làm ở trên YouTube nè, bán những mặt hàng luôn, bán nhiều lắm. Và mình không biết là khi mà mình mua những cái mặt hàng này ở bên Việt Nam, xách tay qua hay là gửi tàu qua hay gửi bằng cách nào qua thì mình không biết, bán như vậy là lời bao nhiêu. Mình cũng muốn bán đó nha, nói thật đó, nếu mà cô chú anh chị em nào mà thương mình muốn mà mình bán đó, chỉ cho mình bán đi, bán lời bao nhiêu tiền không biết, nhưng mà chỉ cho mình bán ha. Đó là mắm ruốc, dì cẩm, mắm nêm, mắm tôm, có địa chỉ hết đây nè. Nếu như ai mua thì đi ở Việt Nam là biết hết rồi, còn ở Mỹ đó thì mình thấy lên Facebook nè, YouTube bán cũng nhiều lắm, chắc mai mốt mình cũng phải bán luôn đó, chứ không bán là không được đâu. Còn bán lời hay lỗ chưa biết, mà ông xã nói rồi, lỗ chắc chắn luôn, ăn là thôi chắc chắn lên máu dù dù luôn, uống lần ba bốn viên. Đó là một cái món đầu tiên của người chị thứ ba ở Việt Nam mới qua. Mới qua thôi là đã tặng ha, quần áo, mấy bộ đồ. Hôm bữa đó mình nói đó, ông xã nói bộ đồ á, nó bự chù dù như vậy nè, mà mặc vô nó phụng phình người 5 feet ha, rồi nó dài làm sao còn có 3 feet. Bây giờ nói thật nha, nó rút rồi đó, vừa y chang luôn. Cho nên mà có mua là phải mua size bự, nó rút dễ sợ luôn mà mặc. Trời ơi, cái vải thích lắm cô chú ơi, nó mềm mà nó mặc trời ơi thích vô cùng luôn đó, mình thích ơi là thích ha. Rồi cái đó là một món. Rồi bây giờ mình qua một món nữa, đó là món cao lầu. Nói đến cao lầu là ở Hội An nha. Làm sao mình biết cái món cao lầu này? Đâu có bao giờ về Việt Nam mà được ăn cái món cao lầu. Cho nên ai nói chữ cao lầu cũng có hiểu gì đâu. Rồi cứ nghĩ, ồ cao lầu, tại sao có cái tên là cao lầu? Có nghĩa là mình ngồi trên lầu.
lầu cao đó, cho nên tao đặt là cao lầu, mình ngồi trên đó mình ăn nó cao mình dịu đó. Đây là cao lầu. Cao lầu thì nó có cái bánh này đó, là người ta nói đó là cái nước đó là nước giếng. Nước giếng sao thôi giờ nói vậy đi cô chú và các bạn muốn biết thì vô YouTube tìm hiểu đi, chứ mình nói hơi là mình nói chặt lắc, chặt cái đường rầy luôn là té xỉu hết, té là té lăn cù hết đó. Là cái này là cao lầu ha, nó như là cái bánh phở. À, nếu như mà mình ăn mì Quảng thì cao lầu nó có khác gì hay không? Khác, bởi vì cao lầu rất là đơn giản. Có nghĩa mình chỉ cần mua thịt heo về rồi cái mình ướp rồi mình khìa rồi mình cho vào cái máy air fry cái nó giòn giòn. Còn cái nước sốt là tại cái nước sốt từ cái thịt mà mình khìa hôm nào rồi mình chia sẻ ha. Còn cái bánh cao lầu này cũng như bánh phở vậy, mình ngâm, mình ngâm cái chuyện nó nở ra mình luộc rất là nhanh, nhưng mà nó ăn thì nó dai dai. Đó là cái này. Nhưng ngược lại ăn cao lầu á thì có một loại bánh nữa cũng là bánh cao lầu, nó như vậy nè, nó giống như là bánh phồng tôm vậy đó. Rồi cái mình lấy cái dầu cái mình bỏ vô cái nó phồng ra như bánh phồng tôm là phải ăn. Có cái này với cái này. Còn rau á thì mình ăn tất cả những loại rau gì mình cắt giống như mình trộn, giống như là mình ăn bún riêu vậy đó, là mình cứ bỏ vô mình ăn. Rồi cái cắt ớt trời ơi hả, ngon không thì cũng tùy theo người ha. Có người nói là ngon, còn có người nói không thích, nó không có một cái vị gì gọi là đặc biệt. Thí dụ như mình nói mì Quảng đi, nói tới mì Quảng thì ai cũng thích hết, tại vì mì Quảng nó sẽ đậm đà hơn. Đậm đà là cái chỗ mình nấu cái nồi nước súp để là mình chế lên cái mì, đúng không? Rồi tôm với là thịt ba rọi mình ram lên, rồi có bánh tráng, có đậu phộng, có rau sống, cho nên tất cả mình trộn với nhau thì nó có một cái tô mì Quảng phải nói là cái màu rất là đẹp, màu vàng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Nhìn kỹ trong cái tô mì Quảng có rất là nhiều màu đẹp vô cùng khi mình nhìn cái tô. Còn cái này á, nó thật nha, nếu mà mình trộn một cái tô cao lầu mình trộn vô mình nhìn nó buồn ơi là buồn. Trời mưa đừng có ăn cao lầu, buồn lắm. Nhìn vô cái tô của nó trời, sao mà thấy nó bơ vơ vậy nè, sao nó buồn dữ vậy nè trời. Nhưng mà nếu mà ai thích ăn á, phải nói ngon lắm đó nha. Mình có thích hay không, mình sẽ nói như thế này, đối với mình á, cái gì mình cũng thích hết á. Mình thấy ăn được là được thôi. Cho nên á, thật sự ra mỗi khi mà mình làm cái món cao lầu này đó, là phải có cái người đó ở đây thì là mới nấu. Thế thì hai cô cháu mới ăn, ăn không hết thì cho cháu đem về đó. Cho nên cái này á, là ở Việt Nam mua gửi qua Mỹ. Và hiện bây giờ, ngày xưa đó là người ta phải mua ở ngoài Hội An mới có. Còn bây giờ nghe nói ở trong Sài Gòn cũng có bán rồi. Và cũng có rất là người Việt Nam sống ở miền Nam Cali cũng như là miền Bắc Cali, hiện bây giờ nấu những món ăn này ở nhà rồi bán cho nhiều người lắm đó. Rồi cũng có mua cao lầu qua để bán nữa nha. Đó là cái mà bây giờ mình thấy Việt Nam mình đó ha, bán đồ ở nhà online, gọi là sao online, gọi là bán ở trên YouTube nè, rồi bán ở trên Facebook nè. Cho nên bây giờ mình cũng sẽ tập bán, và lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu rồi mình sẽ thông báo cho cô chú anh chị em và các bạn biết. Bắt đầu năm sau là mình sẽ mua đồ về mình bán, rồi mình sẽ tổng cái số kết một tháng là mình lỗ bao nhiêu tiền đó ha. Ông xã nói hoài hà, tiền cho ra để mua hàng vô mà rốt cuộc cái hàng cũng không còn mà tiền cũng không có. Đó là mình nha. Rồi bây giờ những cái đồ ăn mà ở Việt Nam đó thì mình đã chia sẻ rồi. Bây giờ mình sẽ nói một món ăn hay là rất là nhiều món ăn, đó là những đồ mà mình có thể đi chợ Ấn Độ để mua. Có rẻ hay không? Có giống như chợ Việt Nam mình hay không? Không, bởi vì chợ Ấn Độ không có thịt, chỉ có cá mà thôi. Còn những loại rau củ quả đó thì cũng không khác gì ở Việt Nam. Và có mắc hay không? Không, cũng bằng giá. Và có nhiều người nói rằng là chợ Ấn Độ đó bán đồ đó như là đậu xanh, đậu đỏ, nếp hay là gạo rất là tốt đó. Và mình cũng đã đi chợ Ấn Độ rồi và mình cũng đã mua vài món. Và có mắc hay không thì bây giờ mình chia sẻ để cô chú và các bạn nào ở miền Bắc Cali mà ở về hướng San Jose đó, có rất là nhiều chợ Ấn Độ, nhiều lắm. Khi nào rảnh đi thử đi. Người ta bán những cái đồ, thí dụ mình nó khổ qua Ấn Độ nè ha, bầu bí mướp su su, rồi cà tím, rồi bắp chuối, rồi xoài tượng, xài sống đó ha, cái gì cũng có hết đó. Mà giá là sao, cũng bằng ổi cũng có nha đó, rồi nhãn cũng có luôn đó. Còn cá thì không có cái quầy cá như chợ Việt Nam mình, nhưng mà tất cả cá người ta bỏ trong tủ đá
Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái món đó là món gì. Đậu xanh. Mình đã đi chợ Ấn Độ và đã tìm ra những cái mà mình muốn tìm, thí dụ như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Và những cái hộp đậu này đó, người ta có bỏ phẩm vào hay không thì thật sự ra là mình mua về nhưng chưa có khui ra và cũng chưa có làm. Cho nên mình chỉ nói rằng là mình rất là cảm ơn các bạn, cô và các chị đã nói với mình là chợ Ấn Độ bán đậu xanh không có phẩm. Cho nên đây là những cái bịch mà mình đã mua về. Tuy nhiên đó, thì những cái bịch đồ mà chợ Ấn Độ bán nó không có để chữ Việt Nam. Cho nên nếu mà mình muốn biết có đúng hay không thì mình hỏi họ, hoặc là mình vô cái Google đó, mình gõ là đậu xanh, cái đó ra tiếng Mỹ là cái gì, lúc đó mình tìm. Còn thêm một cái tiếng, như là một cái tiếng khác nữa, ở đây là Mundo gì đây nè ha. Đó, nó để như vậy nè. Cho nên khi mà mình mua đó thì mình để ý thôi. Đó, đơn giản lắm. Rồi kế tiếp nữa là đậu đỏ, đậu trắng. Đây, đậu trắng. Đậu trắng thì cái gọi tiếng Anh người ta gọi là black eyes. Đó, tại sao gọi là black eye? Con mắt nó bị đen á, là tại vì á nó tròn tròn, trên giữa nó có đen đen, cho nên gọi là black eye. Thì cái đậu này đó mình dùng để nấu chèo trắng nè. Đó, hay là nấu xôi đậu trắng với đậu phộng ngon lắm nha, mà mình cũng đã mua rồi. Hôm nào đó rồi mình sẽ luộc, sau đó rồi mình sẽ đi nấu chè, có ngon hay không, có khác biệt gì những cái mà mình đã mua trước kia, khi mình rửa thì cái nước nó như thế nào thì mình mới biết được. Còn ăn ngon hay không ngon, mình nấu thì mình cũng sẽ biết được cái sự khác biệt. Không phải đậu trắng cái nào cũng giống cái nào, cũng như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh cũng vậy. Chợ Ấn Độ á, thì cái đậu xanh á, thì mấy cái hộp nó khác hơn cái đậu xanh của mình mua ở chợ Việt Nam, nó bự hơn, còn cái này mình thấy nó nhỏ hơn đó. Cho nên mình không biết ha, cho nên mình đã nói rằng là chỉ vì mình nấu một món xôi bắp đậu xanh. Rồi cái có rất là nhiều chị nè, nhiều em chỉ mình đi chợ thì mình đi, mà nói đúng là hồi xưa giờ là mình cũng biết chợ Ấn Độ rồi, nhưng mà không bao giờ đi mua đậu, chỉ là vô đó mua những rau củ quả hay là cá hay một cái gì đó, chứ không có mua đậu. Nhưng mà bây giờ đã mua rồi, cho nên đây là cái mà cô chú cũng như là các bạn các cô nè có muốn mua thì mình đi mua ha. Đó, cũng như đây nè, ở ngoài sau nè có nhiều loại đậu lắm đó. Rồi mỗi cái bịch này là bao nhiêu? Cái bịch này đó là mình mua 3,50 đồng một bịch rưỡi vậy nè, 3,50 đồng. Còn cái bịch này á thì mình mua là 1,50 đồng. Đó là như vậy ha. Rồi thêm một thành phần cuối cùng đó là hành sấy. Hành sấy nó có nhiều loại lắm ha, vô Ấn Độ nó có nhiều loại. Cái này á là cái loại nó hơi nhuyễn nhuyễn, còn có loại nó miếng tròn tròn. Mình chỉ mua về thôi ha, mình cắt ra là mình ăn thôi, mình ăn bất cứ cái món gì. Thường á là mình mua cái bịch nhuyễn này á để là mình xay ra, mình xay để mà mình làm giống như làm thính vậy đó, mình làm chẳng hạn như bì đó mình trộn chung, hay là mình ăn cái món gì mà mình cần có cái hành phi mà mình không muốn cho nó miếng miếng đó thì mình xay ra. Và mình rất là thích những cái loại hành phi như thế này. Còn không á thì mình mua hành phi ở chợ Việt Nam đó, hiệu cây dừa nha, nhớ hành phi hiệu cây dừa. Rồi sau đó mình về mình mới rửa xong xuôi. Tại sao mình rửa? Bởi vì ở Việt Nam phơi thì mình không biết là người ta bỏ vô cái máy để phơi khô hay là người ta chải ra đường người ta phơi khô, mình không biết nha, cái là mình không, thật sự mình không biết. Cho nên là mình phải rửa. Cũng chẳng hạn như những cái mà củ cải này, dưa leo này kia mà để làm những cái món ăn cho ngày Tết đó, mình cũng phải rửa thôi. Rồi mình rửa mình để cho nó ráo, bắt đầu cái mình bắt chảo dầu là mình cho vô mình chiên để làm lấy hành phi. Đó là cách thức của mình. Nhưng lúc trước thì mình cũng có nghe mấy em nói trời ơi đừng có rửa nó không còn thơm nữa. Thành ra có nó cũng tùy theo mọi người ha. Chứ còn mình đó thì mình phải rửa thôi. Như vậy là hôm nay mình đã chia sẻ nói về những mặt hàng mà mình được nhận mà không biết người đó gửi cho mình. Và làm sao để mà mình biết khi mình có những cái đồ gửi cho mình, những cái lá thư quan trọng hay là không quan trọng, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy được trong cái phone của mình là mình có bao nhiêu lá thư đến ngày hôm nay. Tại sao mình biết gì? Ông xã nói ô hôm nay thư đến nhà là có cái đó. Cái đó, ủa sao không biết hay vậy trời, ổng đâu có ra, chưa ra thùng thơ mà đã biết rồi. Đó là lý do là đã trong cái phone là ở UPS đã gửi qua cho thấy. Đặc biệt nhất là cái gì? Cái những cái mà mình làm giấy tờ đó,
rất là quan trọng, giống như là passport mình nè, hay là giấy tờ SSI, SSE, bất cứ giấy tờ gì á, mình cũng sẽ thấy trước khi mà bỏ vô cái bao thư của mình. Và mình sẽ biết, ồ, hôm nay mình có cái thư này rất là quan trọng, là mình phải ra lấy liền nha. Đó, đó là những cái mà mình nên làm. Download trong cái app của mình, đơn giản thôi. Nói ra cảm ơn rất là nhiều, nhiều lắm. Những món ăn này nó thật á, khi mà đã nhận rồi thì rơi nước mắt. Tại vì mình nghĩ rằng là có bao giờ mình được ai gửi tặng cho mình cái gì đâu. Đâu có quen ai ở những tiểu bang khác. Mình ở Cali đã 40 mấy năm rồi, quay quẩn chỉ là ở đây thôi. Có cho nhau là đem đến nhà tặng cho nhau thôi, chứ còn ở những tiểu bang khác làm gì có cái chuyện mà gửi qua cho mình. Tại vì mình đâu bao giờ quen biết ai. Nhưng mà bây giờ phải nói là từ khi mình làm YouTube tới bây giờ đó, quen rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều cô chú ở rất là nhiều tiểu bang. Chẳng hạn bên Úc cũng vậy, Canada ha. Nhiều khi á, mình rất là vui, vui vô cùng luôn. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã bấy lâu nay luôn luôn ủng hộ mình, thương mến mình và đón xem những clip của mình mỗi ngày. Có những lúc giờ giấc không bao giờ biết được. Cảm ơn rất nhiều, xin hẹn lại video kỳ sau. Bye bye.